Tuy nhiên trận thua trên đất Malaysia cách đây vài ngày cũng đã chỉ ra rằng quá trình gắn bó của huấn luyện viên người Nhật Bản với bóng đá Thái Lan vẫn còn là quá ít. Họ vẫn cần có thêm thời gian để tạo ra sự gắn kết. Và xét về góc độ phong độ thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam đang có nhiều lợi thế. Ở trận đấu với Malaysia, ông Nishino sử dụng 3 trung vệ và Thái Lan tỏ ra lúng túng, chưa thích nghi được với cách chơi này. Tiến Linh đã có được 2 bàn thắng ở vòng đấu cấp. Bên phía Thái Lan, Suvachok cũng đã có được 2 bàn. Trong tài chính ở trận đấu, ông Ankap là người bắt chính ở trận chung kết tại Thường Châu, U20 Việt Nam và Uzbekistan. Hiệp 1 trận đấu đã bắt đầu. Diễn ra sớm hơn 15 phút so với trận đấu này là cuộc đấu sức trên sân Bukit Jalil tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Cuộc đấu sức giữa hai đội tuyển Malaysia và Indonesia. Cho đến lúc này thì trận đấu đó đang có tỷ số hòa không đều. Một tình huống gây sức ép chủ động. Chúng ta rất cần những bóng như vậy ở những giây đầu tiên. Trong trận lượt đi trên đất Thái Lan, ngay ở những chục giây đầu tiên thì đội tuyển Việt Nam đã có được cú sút, đó là cú sút của Văn Toàn. Trận đấu ở lượt đi của hai đội diễn ra trong điều kiện sân bãi có phần không thật sự thuận lợi. Cơn mưa lớn đã khiến cho mặt sân trơn trượt và ảnh hưởng nhiều đến lối đá kỹ thuật của các cầu thủ. Trong ngày hôm nay, Việt Nam chủ động hơn nhiều và chúng ta sẽ có nhiều cách để tiếp cận trận đấu. Thái Lan cần phải chơi chủ động bởi vì họ đang cần điểm. Ở lượt đi, các cầu thủ Việt Nam đã phải đi giày đinh sắt và với nhiều cầu thủ thì lần đầu họ phải đi giày đinh sắt. Pha đánh biên của Thiraton. Có vẻ như Việt Nam đã nhập cuộc với lối chơi pressing tầm cao. Đây là Tuấn Anh. Đường chuyền bóng là của Trọng Hoàng. So với trận đấu lượt đi của hai đội thì vào lúc này đội tuyển Thái Lan vắng bóng một nhân vật rất quan trọng, đó là Thitiban, cầu thủ cũng đang chơi bóng ở Nhật Bản. Va chạm trong trận đấu lượt đi của hai đội đã khiến cho Thitiban bị chấn thương và vẫn chưa thể trở lại. Bản thân Thitiban và ông Nishino đã rất nỗ lực để anh có thể trở lại ngày hôm nay. Tuy nhiên cuối cùng thì Thitiban vẫn chưa thật sự bình phục. Thiraton đã vắng mặt ở trận đấu gặp Malaysia. Người ta nói rằng anh đã cố tình xóa thẻ để góp mặt tại Mỹ Đình ngày hôm nay. Như thường lệ thì Thiraton đang chạm đá chân sang bên phía cánh trái ở hàng phòng ngự của đội khách Thái Lan. Số 3 của đội bóng áo xanh trên sân lúc này là một người có khả năng tấn công tốt, tạt bóng chuẩn. Đó là nơi mà Văn Toàn sẽ tấn công vào. Những pha bóng có chất lượng của Văn Toàn và Trọng Hoàng sẽ khiến cho đối phương không thể dâng cao và thực hiện những tấn công, những đợt tấn công biên. Văn Toàn băng lên. Đội chủ nhà áo đỏ đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Đến trận đấu này thì những số áo quen thuộc đã trở lại với cao thủ Văn Toàn, Tuấn Anh và Đỗ Hùng Dũng. Ba vị trí này đã sáo số áo cho nhau ở trận đấu UE để tạo ra bất ngờ. Tiến Linh đang có phong độ rất tốt. Anh cũng đang khao khát lập công vào lưới Thái Lan khi mà lượt đi đã tỏ ra hơi bị ngợp. Đường chuyền của Manuel Bia, cầu thủ gốc Đức. Thiraton. Pha can thiệp của Đỗ Duy Mạnh. Ở trận đấu lượt đi, Duy Mạnh đã có một ngày thi đấu tương đối vất vả khi đối mặt với Suvachok. Trên sân lúc này thì số 7 Suvachok vẫn đang chơi trách bên phía cánh trái. Đó là nơi mà cầu thủ này đã có những bàn thắng cho đội tuyển Thái Lan ở vòng loại của World Cup lần này.
Số 8 Thái Lan ngày hôm nay thuộc về Ekanit Pania, cầu thủ mới 20 tuổi. Anh là thành viên của Chiang Rai, đội bóng mới đây đã vô địch Thái Lan năm 2019. Đứng cho bóng như thường lệ là Thiraton. Quả treo bóng ở tầm quá thấp của Thiraton. Đây là trận đấu thứ 67 thủ môn Cao Win thi đấu cho tuyển Thái Lan. Với lão tướng tiền đạo Jay Sinara thì đây là trận đấu thứ 104 của anh cho đội tuyển. Chanathip. Đường truyền của Vitiphat. Đá phạt cho đội Việt Nam. Đá có lỗi của trung vệ Vitiphat. Ở lượt đi, tốc độ của Văn Toàn đã khiến cho các trung vệ Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn. Ngày hôm nay chúng ta kỳ vọng Văn Toàn tiếp tục phát huy được tốc độ của mình. Với Tiến Linh, chúng ta chờ đợi phong độ tốt và khao khát ghi bàn với Thái Lan. Trong khi đó, Quang Hải là sự bùng nổ. Quang Hải cứ một trận đấu tròn vai thì trận sau sẽ bùng nổ. Cú mở bóng rất mạnh của Duy Mạnh. Trong trận đấu gặp đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì Đoàn Văn Hậu đã chơi chững chạc. Quãng thời gian vừa qua ở Hà Lan, Đoàn Văn Hậu đã tích lũy được nhiều. Trong đó đáng kể nhất là những tích lũy về mặt thể hình. Quang Hải, Quang Hưng, Quang Chiến. Vẫn còn cánh phải là Trọng Quang. Bóng vào trong cuộc. Tiếp tục là pha chạm bóng của Quang Hải. Những pha bóng dồn dập và nó được cổ vũ bởi một khí thế tuyệt vời trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Các học trò của Luyện Park Hang-seo ý thức được rằng họ nếu như càng nhanh bao nhiêu vào thời điểm này càng sẽ khiến đối phương rơi vào thế bối rối. Ở hàng phòng ngự của Thái Lan, các trung vệ có điểm yếu là xoay sở không tốt. Ở lượt đi, tốc độ của Văn Toàn và sau đó là Công Phượng đã khiến cho các hậu vệ của ông Nishino rất vất vả. Lỗi việt vị của Terasin Nanda. Trên hàng tiền đạo của Thái Lan, Nanda vẫn là cầu thủ đá cao nhất. Chúng ta xem lại tình huống và thấy rất rõ Đăng Đa đá việt vị. Trong vai trò một hộ công thì Chanathip Songkrasin tiếp tục là người thường xuyên cố gắng liên lạc với Thiasin Đăng Đa. Ở lượt đi thì các trung vệ đội Việt Nam cũng như bộ đôi Tuấn Anh Hùng Dũng đã khống chế Chanathip Songkrasin rất tốt. Pha cắt bóng của Bùi Tiến Dũng. Vitiphat. Thiraton. Thái Lan đang đá với hai trung vệ là cầu thủ gốc Đức Manuel Bia và Thanabun mang áo số 17. Quang Hải. Văn Toàn. Không được. Không được. Thiraton đã kịp thời di chuyển và thực hiện động tác cắt bóng. Nếu tôi không nhầm thì pha bóng
mà Văn Toàn đã có trong trận lượt đi. Một cú phanh bóng rất đẹp cũng được ngăn chặn bởi Thiraton với một kỹ năng xử lý có thể nói là rất nghệ thuật. Nếu không có những bản lĩnh như vậy thì có lẽ trong trận lượt đi Văn Toàn đã có một cơ hội rất tốt. Thiraton là cầu thủ rất đẳng cấp, thường xuyên có mặt ở đường tiêu biểu các vòng đấu của J-League, giải nhà nghề Nhật Bản. Quang Hải, quá người, vẫn là Quang Hải chuyển vào. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc. Mười phút đầu tiên đã trôi qua với sự hưng phấn thuộc về đội chủ nhà Việt Nam. Đội bóng áo đỏ đã tràn sang phần sân đối phương với một quyết tâm cùng với một lối chơi có tốc độ. Đỗ Hùng Dũng đá phạt góc. Rất đông cầu thủ đứng sát nhau. Với đội Việt Nam lúc này thì bất kỳ vị trí nào cũng có thể ghi bàn. Đỗ Hùng Dũng. Tiếp tục là Hùng Dũng. Người đã chặn được quả tạt vừa rồi của Hùng Dũng là Sarek Ioyen. Quang Hải. Ba trong bốn sự thay đổi của đội Thái Lan so với trận đấu gặp Malaysia ở lượt đấu trước đều ở hàng phòng ngự. Việc để thua hai bàn sau khi đã dẫn trước quả thật là một tình huống có vẻ như không nằm trong kế hoạch của đội Thái Lan. Văn Toàn! Pha bóng rất thông sáo, chủ động và tốc độ của Văn Toàn. Ngày hôm nay Nishino đã kéo số 17 Tanabun, nguyên là một tiền vệ trụ, về đá trung vệ. Pha cắt bóng của Tanabun, người nguyên là một tiền vệ trung tâm. Thiraton. Đây là các cầu thủ đến từ Thái Lan. Họ đang tạo ra âm lượng khá lớn trên sân bóng quốc gia Mỹ Đình. Trước giờ thi đấu thì cầu thủ Thái Lan tập trung rất đông trước quảng trường của sân Mỹ Đình. Cầu thủ đang đá cặp trung vệ với Manuel Bia Thanabun số 17 là người đang thi đấu cho câu lạc bộ Cảng Thái Lan. Sarek Ioyen. Đây là Chanathip. Pitiwat. Thiraton. Thanabun. Tiền vệ Thái Lan đang đá thấp nhất là số 4 Sarek Ioyen, cầu thủ của Muang Thong. Pha đổi hướng của Sarek Ioyen. Đây là Narabatin, hậu vệ cánh phải của Thái Lan. Cầu thủ Việt Nam đang chủ động lùi sâu. Đây là cách chơi rất giống với chúng ta đã mở đầu trận đấu gặp UAE. Không có lỗi. Văn Văn Hậu đã bị phạm lỗi ở tình huống tiếp theo. Sau 10 phút đầu
phải chống đỡ những pha bóng có tốc độ của đội chủ nhà Việt Nam. Thì ít phút vừa rồi Thái Lan đã có những cố gắng để tạo ra sự liên kết, nhưng hàng tiền vệ của Thái Lan chưa tạo ra được những pha bóng hay nói khác là những pha chơi bóng di chuyển không bóng của các tiền đạo của đội Thái Lan chưa đạt được yêu cầu. Chúng ta chưa thấy Đăng Đa, chưa thấy Supachok, Chanathip thì cũng mới có một vài lần chạm bóng, nhưng đó chưa phải là những tình huống đáng chú ý. Thirathon đang chơi cơ động và sẵn sàng trở thành một cầu thủ tổ chức lối chơi của Thái Lan. Với cách cố trí Thirathon trên sân lúc này thì có thể hiểu là huấn luyện viên Nishino không yêu cầu Thirathon lên quá cao, nhưng sẽ có xu hướng bó vào trong để chơi như một tiền vệ tổ chức, phất những đường đổi cánh hoặc là những đường truyền thẳng vào trung lộ. Thirathon. Cú phá bóng của Quế Ngọc Hải. Bóng vẫn trong cuộc. Văn Toàn. Cho đội Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay thì nhiều doanh nghiệp tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam. Tập đoàn City Group sẽ thưởng đội tuyển 1 tỷ đồng nếu thắng ngày hôm nay. Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng BIC sẽ trao thưởng 500 triệu đồng cho đội Việt Nam nếu chiến thắng, và tương tự nếu thắng lợi thì sẽ có 400 triệu đồng từ công ty TTC. Đường chuyền của Duy Mạnh. Văn Toàn. Thì là to ném biên. Ở trận đấu ngày hôm nay, tập đoàn EcoPark sẽ thưởng cho huấn luyện viên Park Seo 400 triệu đồng nếu Việt Nam thắng hoặc hòa. Thủ môn đội Việt Nam nếu giữ sạch lưới thì tập đoàn của bác sẽ thưởng 100 triệu đồng. Thanabun. Lại là một pha di chuyển ở trục giữa của Thirathon. Hùng Dũng. Đây là Tiến Linh. Cú phá bóng trước. Văn Toàn. Bóng vào trong cuộc. Tuyến hai. Hùng Dũng. Trọng Hoàng. Đoàn Văn Hậu. Quang Hải. Đường trường của Quế Ngọc Hải. Tiếp tục là Trọng Hoàng. Cao thủ áo đỏ đang chơi rất bình tĩnh, họ không vội vàng. Hùng Dũng, quả cắt ngang. Sau những thời điểm chủ động thu mình lại để chống đỡ, đội Việt Nam đã có những pha bung đòn rất giống với trận đấu gặp UE.
Đây là phút thứ 20 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là không đều. Đường chuyền đẹp của Hùng Dũng. Văn Toàn. Và tiếp bóng không thật tốt của Đoàn Văn Hậu. Mới đây ông Park Seo đã ký hợp đồng với VFF. Hợp đồng có thời gian là 3 năm. Và trong trận đấu ra mắt hợp đồng mới thì đội Việt Nam đã thắng UE thuyết phục với tỷ số 1-0. Một số đơn vị trong đó có tập đoàn bất động sản Hưng Thịnh đã tài trợ trả lương cho ông Park Seo và các công sự người Hàn Quốc của mình. Narabadin pha cắt bóng của Bùi Tiến Dũng. Chưa xuất hiện những tình huống thực sự đặc biệt ở hai đầu cầu môn, nhưng trong cách tiếp cận của trận đấu này chúng ta có thể cảm nhận được tương đối rõ sự hưng phấn, hăng hái của đội chủ nhà. Chúng ta thu về với một lực lượng đủ dày và chắc chắn như thường lệ, nhưng chúng ta bung ra với tốc độ nhanh và có tương đối nhiều hướng để có thể nhìn thấy những hy vọng. Như chúng tôi đã phân tích thì Thái Lan sẽ phải nhập cuộc chủ động bởi vì họ cần điểm. Việt Nam có nhiều cách chơi ở trận đấu ngày hôm nay, trong vị thế đội đầu bảng và đang chủ động về nhiều mặt. Tirasinanda. Và phối bắt tốt. Quang Hải, Tiến Linh đang di chuyển. Khá hợp lý với đường chuyền ra biên dành cho Văn Toàn. Tiếp theo là đường chuyền ở tầm quá thấp và rõ ràng đó không phải là một pha xử lý tốt. Tirasinanda. Quang Hải. Cho đến lúc này thì những pha di chuyển không bóng của Tiến Linh chưa thực sự tạo ra được những khoảng trống đủ để có thể giúp cho các tiền vệ quan sát thấy những cơ hội. Fitiwat. Sarach Yuyen. Cú phá bóng của Duy Mạnh. Khá nguy hiểm. Cú phá bóng lỗi vừa rồi là của Bùi Tiến Dũng. Ekadip Panka là cầu thủ đã có thể tiếp cận được một thời cơ. Tuy nhiên cú vắt bóng của số 8 bên phía Thái Lan đã đi không chính xác. Chúng ta xem lại tình huống pha bóng giữa Kê Nêu rất nguy hiểm và chuyến nữa thì Ekadip đã có thể dứt điểm trúng bóng. Lúc này thì trên khán đài của sân Mỹ Đình, các khán giả cũng như là những thành viên của hội cổ động viên Việt Nam Golden Star đang nỗ lực cổ vũ cho đội chủ nhà. Văn Toàn hơi bị do dự và thêm một lần chúng ta thấy sự khôn ngoan của Thiraton. Trận đấu mới đây gặp Malaysia, Thái Lan thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ và họ đã không tuần luyến. Ở giai đoạn cách đây 3-4 năm dưới thời của Kinjak Senamwang, Thái Lan chơi nhuần nhuyễn với
sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Và tỷ số vẫn đang là không đều. Chúng ta đã chứng kiến một trận đấu căng thẳng đúng với tính chất của trận derby đấu đá Việt Nam gặp Thái Lan. Trong khi đó thì trận đấu trên đất Malaysia, đội chủ nhà Malaysia đã có bàn thắng dẫn trước đội tuyển Indonesia. Phạt ghi bàn là của Rashid Safawi. Nếu thắng trong trận đấu với Indonesia thì Malaysia sẽ có được 9 điểm. Đó là một số điểm không tồi và vẫn còn nguyên hy vọng. Cú vào bóng là của Chanathip. Kerasin đang ra, có mặt rất đông lúc. Pha can thiệp là của Quế Ngọc Hải. Chúng ta vừa chứng kiến một pha lên bóng rất nhịp nhàng của Thái Lan. Đến lúc này thì trong một trận đấu căng như dây đàn, một số vị trí lão luyện của Thái Lan đã chứng tỏ được khá nhiều năng lực của mình. Vừa rồi là pha bóng sáng sủa nhất kể từ đầu trận của đội tuyển Thái Lan. Họ thoát được ở khu vực giữa sân và Chanathip đã chứng minh được phẩm chất của mình bằng một cú mở bóng gọn gàng và chính xác dành cho Terasi Nangda. Nhưng rõ ràng là vào lúc này chúng ta đang có một hàng phòng ngự rất kín kẽ và Quế Ngọc Hải thực sự là một thủ lĩnh. Đây là quả phạt góc đầu tiên dành cho Thái Lan. Nhiều khả năng sẽ là một pha bóng quặp vào trong của Thiraton. Thiraton. Như vậy là đã có một tình huống thổi phạt penalty. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Ta chưa rõ lỗi của đội tuyển Việt Nam trong tình huống vừa rồi là gì. Rất có thể là Tiến Linh khi ngã xuống đã để bóng chạm tay. Trọng tài Abubakar đã chỉ tay vào chấm phạt đền một cách hết sức cương quyết. Cũng đã có một động tác đẩy người trong pha quay chạm vừa rồi nhưng thực sự nó không thật sự rõ ràng để chúng ta có thể xác định đó có phải là pha phạm lỗi dẫn đến quyết định thổi 11m hay không. Chúng ta chờ đợi tài năng của Đặng Văn Lâm, người có thể đánh thức bản lĩnh. Và anh đối mặt với Thiraton từ chấm 11m. Bên trái nhưng cái chân của anh vẫn còn kịp để cứu thua. Pha cứu thua có thể nói còn quan trọng hơn cả một bàn thắng. Quá hay Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm đã mang lại rất nhiều niềm vui và rất nhiều cảm xúc. Trong năm nay thì Đặng Văn Lâm đã từng tham gia một sân chơi thú vị cùng với Rio Ferdinand, Roberto Carlos, Didier Drogba, Park Ji-sung và Luis Figo trong một chương trình ý nghĩa mang tên Tiger Street Football. Có thể nói hai trận đấu ở đây là Văn Đâm đã tạo ra rất nhiều sự yên tâm. Trận đấu gặp UE, đội bàn tấn công ít và trong những pha hiếm hoi nguy hiểm thì Văn Đâm cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Tuấn Anh, Trọng Hoàng,
và cài người khôn ngoan. Như thế có nghĩa là đội tuyển Việt Nam vẫn chưa hề bị thủng lưới trên sân nhà tại vòng loại của World Cup 2022. Và trước đối thủ Thái Lan thì chúng ta vẫn chưa phải vào lưới nhận bóng. Sau những tình huống thoát thua như vậy, với sự xuất sắc của một thủ môn, đội chủ nhà thường sẽ có được sự củng cố về mặt tinh thần và sẽ tràn lên. Tứ Linh là người vừa băng vào. Quả phạt góc dành cho đội Việt Nam. Pha tấn công vừa rồi của đội tuyển Việt Nam có sự dâng cao của Đào Văn Hậu, thực hiện cú đánh đầu chuyền bóng check bên phía cánh trái. Đó có thể là miếng đánh mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các học trò thực hiện nhiều hơn ở những phút tiếp theo. Đó là những pha bóng có thể là sẽ lôi kéo cặp trung vệ của đối phương. Quang Hải đá vào góc. Đánh đá! Vào! Bùi Tiến Dũng! Đáng tiếc bàn thắng không được công nhận. Rất đáng tiếc. Ông trọng tài người Oman Ahmed Ankap đã không công nhận bàn thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra thất vọng, chúng ta cùng xem lại. Tôi nghĩ rằng anh Huy ạ, trong vòng ít phút chúng ta đã phải nhận những quyết định có thể nói là không thật sự rõ ràng, không thật sự chính xác từ trọng tài người Oman. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đó là một tình huống mà thủ môn Cao In tự mình gây khó cho mình, bị thất thế trước Đoàn Văn Hậu, và khi anh ngã xuống thì trọng tài đã thổi phạt rất đáng tiếc cho đội Việt Nam. Đoàn Văn Hậu đang tình huống tranh chấp vừa rồi, Cao In thất thế và tự ngã. Và nên nhớ một điều là khu vực 5m50 không phải là khu vực bảo vệ thủ môn. Và lúc này thì Cao Huyên vẫn chưa thể đứng dậy để thi đấu. Trận đấu vẫn chưa tiếp tục trở lại. Trong ngày hôm nay tiếp tục có những phần thưởng được trao cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu và người ghi bàn quyết định. Nền tảng quản lý tổng thể doanh nghiệp One Office trao thưởng 100 triệu đồng cho người ghi bàn thắng cuối cùng hoặc là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Nhãn hàng Rossi của tập đoàn Tân Á Đại Thành trao thưởng 200 triệu đồng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho đội Việt Nam. Trận đấu vẫn chưa thể trở lại. Chúng ta đang gặp phải những bất lợi, theo chúng tôi là như vậy, từ các pha bóng nhạy cảm được xử lý bởi trọng tài Oman Ahmed Ankap. Tuy nhiên đội Việt Nam tự hào là những chiến binh sao vàng, chúng ta sẽ đứng vững và sẽ vượt lên. Sự lo lắng của ông Nishino. Chúng ta cùng xem một lần nữa pha cứu thua của Đặng Văn Lâm. Đây rõ ràng là một miếng đánh có ý đồ rất rõ của các cầu thủ Việt Nam. Đoàn Văn Hậu bật tại chỗ để nghi binh và tạo thời cơ cho đồng đội băng vào dứt điểm. Một lần nữa chúng ta có thể khẳng định rằng đó là một pha xử lý có phần không chuẩn của trọng tài người Oman, vì Đoàn Văn Hậu đã chiếm chỗ trước, bật dựng lên rất đẹp. Cao Win thất thế và rõ ràng là người không phải bị phạm lỗi trong tình huống vừa rồi. Sân vận động Mỹ Đình lúc này thực sự là một pháo đài của đội Việt Nam. Cao thủ của ông Park Hang-seo luôn luôn biết biến áp lực thành động lực. Đội tuyển Việt Nam giờ đây không còn mong manh nữa. Và mỗi bữa trận đấu là một ngày hội để chúng ta có những cảm xúc không chỉ về thể thao mà còn bởi tình đoàn kết và tinh thần tự hào dân tộc. M14
13 trận đấu dưới thời ông Park Seo, Việt Nam bất bại trên sân đấu quốc gia Mỹ Đình. Thanabun. Thái Lan đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam vẫn có được sự chủ động trong cách chơi của mình. Subachok. Bọc lót kịp thời. Đó là pha di chuyển hợp lý của Trọng Hoàng. Văn Toàn. Khi hai đội gặp nhau ở lượt đi vào tháng 9 thì các cầu thủ của đội Hà Nội đang bị quá tải. Một số vị trí chơi không đúng khả năng khi gặp Thái Lan trên sân khách. Bên cạnh đó thì Trọng Hoàng cũng mới khỏi chấn thương. Lúc này mọi chuyện đã khác rồi. Văn Toàn. Lỗi của Hùng Dũng. Đến lúc này đội trưởng Tresinanda đang phát huy được vai trò của mình, đặc biệt là kinh nghiệm. Ngay trước trận này thì Liên đoàn Thái Lan đã tuyên bố rằng sau trận này họ sẽ phân tích những gì ông Nishino làm được và quyết định về tương lai của ông. Đó thực sự là áp lực với huấn luyện viên đã từng dẫn dắt Nhật Bản dự World Cup năm ngoái. Lỗi của Tresinanda. Cho đến nay của trận đấu vẫn chưa có một chiếc thẻ phạt nào được rút ra, nhưng từng đó không đủ để nói lên sự căng thẳng của những phút đã qua. Thậm chí chúng ta đã được trải qua những khoảnh có thể nói là rất cay cấn, rất kịch tính. Lưới của đội Thái Lan đã bị rung lên một lần, nhưng đáng tiếc đó lại là tình huống từ chối bàn thắng của trọng tài người Oman, ông Baka Ankap. Trọng Hoàng, Tuấn Anh, đường chuyền hơi mạnh. Văn Toàn, Trọng Hoàng, Subachok cắt bóng rất kịp thời và can thiệp ngay bên phần sân đối phương của Quế Ngọc Hải. Không về phê. Văn Toàn được chuyển nước. Cú đá. Cú đá là của Hùng Dũng. Tôi nghĩ rằng những tình huống phát xuống biên phải và trả ngược đã được chúng ta chuẩn bị rất kỹ ngay từ trận đấu trước gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng vấn đề là các cầu thủ ở hàng sau, các đồng chí, các vấn đề các cầu thủ ở tuyến hai cần phải tiếp cận phá bóng, cần phải đọc tình huống sớm hơn để tiếp cận được thời cơ. Tôi tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục lặp lại những phóng như vậy và sẽ ngày một chính xác hơn. Đỗ Hùng Dũng đã phạt góc. Tế Linh nhả bóng. Hùng Dũng. Thêm một quả phạt góc nữa. Pha phá bóng của tiền đạo Tresinanda. Vẫn là Đỗ Hùng Dũng thực hiện quả phạt góc.
Quang Hải là người vừa can thiệp. Và bắt đầu. Trọng tài đã không đổi coi. Subachok rất hợp lý. Đó lại là pha bù vị trí chính xác của một cầu thủ tấn công. Người vừa về hỗ trợ là Văn Toàn. Chanathip. Tiếp tục là Chanathip. Thirathon. Các bạn đã theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình số VEC trận đấu vòng loại World Cup giữa đội Việt Nam và Thái Lan. Đây là phút thứ 41 và tỷ số vẫn là 0-0. Chúng tôi đang gửi đến khán giả trên kênh chính thức là VTC1 rất nhiều hệ thống tiếp sóng của VTC. Bên cạnh đó, nếu không thể theo dõi trận đấu có thể nghe radio qua các kênh VOV1 và VOV2. Chúng tôi cảm ơn công ty Next Media, đơn vị sở hữu bản quyền trận đấu, và nhãn hàng Sơn Mai Color, nhãn hàng Casper đã tài trợ phát sóng chương trình này. Sarach Uyoen, Thirathon. Tuấn Anh, Trọng Hoàng, và qua người vừa rồi là của Chanathip, khá nhịp nhàng. Thirathon tiếp tục là Quế Ngọc Hải đứng đúng vị trí và cản phá bắt đầu. Đoạn bắt hậu Pitiwat. Rất nhiều khả năng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0. Thanabun. Đến lúc này tiền vệ Thanabun đã chơi tương đối an toàn khi được kéo về đá trung vệ. Thirathon vẫn đang chơi tương đối rộng. Và đây là điều chúng ta có thể khai thác những pha dâng cao ở phía sau của anh. Quang Hải bị phạm lỗi. Cho dù tuyến giữa của đội tuyển Thái Lan cho đến thời điểm này chưa thật sự kiểm soát trận đấu theo đúng cách mà họ mong muốn, nhưng họ vẫn là những đối phương rất mạnh. Mà chúng ta cũng đã nhận thấy Tuấn Anh trong trận đấu này đã phải chơi đơn giản hơn rất nhiều, khác rất nhiều so với trận đấu gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đường truyền của Quế Ngọc Hải. Văn Toàn. Phút thi đấu chính thức cuối cùng hiệp 1 của trận đấu. Đây là thời điểm chúng ta rất tin tưởng những vị trí dư vị trên hàng công có thể tạo ra khác biệt khi vào sân Thanh Người.
Chanathip. Tiếp tục là một pha triển khai tương đối nhịp nhàng. Tirasin đang đá. Không vào. Pha dứt điểm ở góc quá hẹp. Đến lúc này hậu vệ cánh phải của Thái Lan là Narabatin đã chơi rất ổn ở bên cánh của mình. Sẽ có 3 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Điền Linh gây sức ép. Và tiếp theo là quả phạt góc. Lại là Hùng Dũng đá vào góc. Hùng Dũng. Tirasin đang đá. Người phạm lỗi là Quế Ngọc Hải. Chanathip. Đến lúc này thì trước mưu mẹo của cầu thủ Thái Lan, hàng phòng ngự của Việt Nam vẫn luôn có được sự hỗ trợ cho nhau. Tình huống dẫn đến quả penalty thực sự là pha bóng không rõ ràng. Những giây cuối cùng hiệp 1 của trận đấu. Bùi Tiến Dũng. Pha cắt bóng của Duy Mạnh. Và như vậy là trọng tài đã nổi vòi hết lại hiệp 1 của trận đấu. Chúng ta cùng trở lại với sân quốc gia Mỹ Đình. Đây là hai trận đấu giữa đội Việt Nam và Thái Lan. Trận đấu ở bảng G, vòng loại thứ hai của vòng loại World Cup khu vực châu Á. Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa nhau với tỷ số 0 đều. Đến lúc này cả hai bên đều chưa thay người. Trong hiệp 1 của trận đấu, một số quyết định của trọng tài người Oman Ahmed Ankat đã gây bất lợi cho đội Việt Nam. Đầu tiên là quả penalty. Rất may là Đặng Văn Lâm đã xuất sắc cứu thua cho đội Việt Nam. Một pha cản phá bằng chân rất đỉnh tính của Văn Lâm. Ngay sau đó Việt Nam có quả phạt góc và chúng ta đã làm tung lưới của đội bạn. Tuy nhiên trọng tài lại thổi phạt Đoàn Văn Hậu trong một tình huống mà theo tôi Hậu không hề phạm lỗi. Người ném biên là Thiraton, cầu thủ trong hiệp 1 đã bị Văn Lâm từ chối quả phạt đền. Pha chuyền bóng vừa rồi là của Tuấn Anh. Đoàn Văn Hậu.
thế trận trong hiệp thi đấu đầu tiên là tương đối giằng co. Đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn đối phương ở khả năng chơi bóng tốc độ, nhưng ở chiều ngược lại thì đội Thái Lan đã phát huy được khá nhiều những pha kết nối để kiểm soát trận đấu, và họ có rất nhiều những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trong đội hình. Kirathon Tombia trong hiệp một của trận đấu về cánh phải của đội bạn là Narabadin đã chơi tốt, hạn chế được nhiều sự tấn công của Văn Hậu, và bản thân số 15 của Thái Lan cũng thường xuyên dâng lên. Bóng được chuyền cho Narabadin, tuy nhiên đó là đường chuyền không chính xác. Bộ đội Việt Nam vẫn đang chờ đợi bàn thắng đầu tiên vào lưới Thái Lan trong ngày hôm nay. Văn Toàn, Quang Hải, Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải là người chơi tốt nhất trong số các cầu thủ Việt Nam ở hiệp thi đấu thứ nhất. Những pha chơi bóng của trung vệ đội trưởng thực sự là hết sức đỉnh đạt và chính xác. Cao Win, Tôn Bia, người giành bóng là Tuấn Anh. Quang Hải bị phạm lỗi. Pha phạm lỗi của Phi Tiêu Bắc. Chúng ta sẽ là tình huống mà Phi Tiêu Bắc đã phạm lỗi với Quang Hải ngay trong sự quan sát của trọng tài An Cáp. Quả phạt có cự ly khoảng 25 mét. Điểm đá bóng tương đối xa so với cự ly sút phạt thông thường của Quang Hải, nhưng không phải là không có những hy vọng. Hoàn toàn có thể có những pha xử lý bất ngờ ở tình huống này. Cú đá không trúng tâm bóng của Quang Hải. Lỗi việt vị. Trợ lý trọng tài đã căng giờ báo việt vị. Đó là trợ lý số 2 An Khai Thi. Đoàn Văn Hậu đã xuống hơi sớm hơn so với đường chuyền. Chính xác hơn là hậu vệ cánh trái của đội tuyển Việt Nam đã di chuyển lên để phá tránh bẫy việt vị hơi chậm. Nhưng miếng chiến thuật này là một miếng chiến thuật rất đáng để chờ đợi của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò. Bóng được phất từ bên phía cánh phải và Đoàn Văn Hậu bằng tầm vóc của mình sẽ thực hiện đường truyền nhả bóng cho các đồng đội. Anh Tùng ạ, với quan điểm cá nhân tôi thì vừa rồi là một pha bóng hết sức nhạy cảm. Một tình huống mà chúng ta đã cố gắng phá bẫy việt vị. Như chúng tôi đã phân tích thì đội Việt Nam lúc này không còn mong manh nữa. Vì thế những tác động khách quan và cả chủ quan sẽ không ảnh hưởng nhiều. Bất luận trước đối thủ nào hay tỷ số đang là bao nhiêu, toàn đội vẫn có một khối kết dính. Văn Toàn, sút đi, không được. Rất tiếc là bóng đi vào xà ngang. Văn Toàn đã có cơ hội để tung ra cú đá chớp nhoáng. Những giây phút có thể nói là cực kỳ hào hứng trên sân Mỹ Đình. Chúng ta chưa có bàn thắng mở tỷ số, nhưng đội tuyển Việt Nam đang chơi có thể nói là rất sống động. Và nếu như may mắn hơn thì có lẽ đã có bàn thắng được công nhận rồi.
Có tới 65 lượng khán giả trên sân hôm nay là những thuê bao của Viettel. Và dù trong đó có tới 70% là thuê bao 4G với nhu cầu chia sẻ hình ảnh, video, live stream tăng đến hơn 12 lần so với ngày thường. Nhưng chất lượng dịch vụ vẫn được nhà mạng Viettel đảm bảo bằng nhiều giải pháp khác nhau như trạm phát sóng, xe cơ động, wifi. 15 phút nghỉ giữa hai hiệp là thời điểm nhu cầu data cao nhất, tăng gấp 3 lần so với khung giờ khác. Những phút đầu hai hàng thủ Thái Lan có những lúng túng và chúng ta chờ đợi những pha dâng cao tiếp tục một cách chủ động của toàn đội. Kèm với đó là những tình huống vào sân thay người để tạo ra khác biệt. Một pha dâng cao của Đoàn Văn Hậu. Đường truyền của Bùi Tiến Dũng hơi sâu. Đường truyền lên của Fitiwat. Không hề có lỗi của Đoàn Văn Hậu. Văn Toàn. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Terasin Đăng Đa đá phạm lỗi với Trọng Hoàng. Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt. Đúng là nếu như không có những pha tranh chấp có lỗi thì rất khó để có thể kiểm soát được trận đấu khi mà đối thủ của đội tuyển Thái Lan vào lúc này, những cầu thủ áo đỏ đang chơi quên mình. Cho đến điểm này cả hai bên đều chưa thay người. Đội Việt Nam đang chủ động dâng cao, tuy nhiên cũng phải cảnh giác với những pha phản công. Thái Lan dù sao vẫn còn đó những cầu thủ già dơ. Đội Việt Nam thay người. Văn Toàn rời sân, vào sân là Hồng Duy. Sự thay đổi người đầu tiên trong trận đấu. Có thể chúng ta sẽ thực hiện nhiều hơn những pha tấn công vào cánh phải của đội bạn. Sau khi Nguyễn Phong Hồng Duy vào sân thì Quang Hải đã được kéo sang bên phía cánh đối diện. Đó có lẽ sẽ là chìa khóa của lối chơi trong những phút tiếp theo. Hình ảnh rất đẹp đầy ấn tượng trên sân Quốc gia Mỹ Đình. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kết số VEC trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Lúc này trận đấu đang được phát sóng chính thức trên kênh VTC1 và được rất nhiều kênh truyền hình tiếp sóng. Cùng với đó là các kênh phát thanh VOV1 và VOV2 của đài tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn công ty Next Media, đơn vị sở hữu bản quyền trận đấu và nhãn hàng Sơn My Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Đây là trận đấu chính thức thứ hai của hội cổ động viên Việt Nam Golden Star và thực sự đã nhìn thấy những sự khác biệt với một số lượng đông đảo hơn và cổ vũ đồng bộ hơn. Pha bật cao của Văn Hậu. Chan Athip. Nguyễn Phong Hồng Duy.
Đăng Đa. Đường truyền là của Fitiwat. Tuyến giữa của đội tuyển Thái Lan đang cố gắng duy trì khả năng kiểm soát của mình, nhưng ở phía đối diện, hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đang chơi đơn giản và chính xác. Họ tạo ra được một khoảng cách hợp lý để có thể có được những tình huống hỗ trợ bọc lót. Trong ngày hôm nay, Thái Lan đăng ký hai thủ môn dự bị là Chat Chai và Siorak. Tình huống việt vị. Pha bóng việt vị khá rõ của Tiến Linh. Trong tình huống ở vào thế việt vị vừa rồi, Tiến Linh đã dâng lên hơi chậm. Và có lẽ là anh cũng không thể hình dung người đồng đội của mình là Quang Hải đã tung chân thực hiện đường chuyền nối nhanh như vậy. Trong thời gian vừa qua thì tập đoàn Vingroup đã hỗ trợ VFF để có thể nâng tầm bóng đá Việt Nam. Cùng với đó là việc phối hợp trả lương cho ông Park Seo và các cộng sự cùng với một số đơn vị tập đoàn. Vingroup cũng đã có đồng hành để cố gắng hướng đến việc năm 2026 Việt Nam dự World Cup. U19 Việt Nam bước đầu có thành công với Philippe Doucier là một người của trung tâm đào tạo PVF. Có thể nói những ngày đây liên tiếp chúng ta nhận tin vui của bóng đá Việt Nam. Vừa rồi là chiếc thẻ vàng thứ hai trong trận đấu. Đội Thái Lan sẽ phải có sự thay đổi người. Pha xử lý đơn giản của Đặng Văn Lâm. Các trung vệ đội Việt Nam vẫn đang chống bóng hổng rất tốt. Tombia là người bị thổi phạt. Manuel Tombia là người trở về Thái Lan chơi bóng cùng với Sapui. Manuel Tombia là cầu thủ Thái Kiều, sinh ra lớn lên tại Đức. Anh về cùng đợt với Sapui. Và Sapui là đồng đội của Granit Xhaka, trong đội hình Thụy Sĩ từng vô địch U17 thế giới. Quả đá phạt của Hùng Dũng. Không có nhiều nguy hiểm cho Cao Win. Đường chuyền quá sâu của Thiraton. Đặng Văn Lâm đã có mùa giải đầu tiên thi đấu tại Thái Lan, theo chúng tôi là đạt yêu cầu. Chắc chắn là anh sẽ còn chui rèn bản lĩnh và sẽ còn tiến bộ hơn.
Subachok. Đây là trận đấu mà cho đến lúc này ảnh hưởng của Subachok là rất nhỏ. Kirathon. Chanathip. Không dễ để có thể kiểm soát trái bóng với tình huống xử lý ban đầu vừa rồi. Chúng ta đang chờ đợi nhiều hơn những pha dốc bóng tốc độ của Hồng Duy. Anh là người có thể truyền dài dọc biên để tạo ra khác biệt. Nguyễn Phong Hồng Duy. Cho đến điểm này Việt Nam đã thay một cầu thủ, còn Thái Lan vẫn chưa thay người. Vào lúc này thì đội tuyển U22 Việt Nam đã di chuyển vào Thế Chí Minh trước khi sang Philippines dự SEA Games 30. Vào ngày mai, huấn luyện viên Park Seo cùng với một số cầu thủ thi đấu U22 sẽ vào Nam hội quân trong hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games 30. Sắp tới thì đài truyền hình kết số VC sẽ gửi khán giả các trận đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30 ở Philippines. Một bầu không khí lung linh huyền ảo của kỷ nguyên smartphone trên sân đồng quốc gia Mỹ Đình. Anh Tùng à, tôi đang chờ đợi những sự thay đổi người kế tiếp của ông Park Seo, đặc biệt là nhà hàng công. Tôi cũng đang chờ đợi một phương án mới ở vị trí tiền đạo. Cần phải có một sự thử nghiệm nào khác với một tiền đạo mạnh mẽ hơn về mặt thể lực. Có những tình huống đâm lao để đe dọa sự an toàn của hàng thủ Thái Lan. Ở từng hiệp đấu thì đội tuyển Việt Nam thường có những khoảnh khắc bùng nổ, chơi tốc độ cao. Nhưng nếu như không có được kết quả tốt ở những pha bóng đó thì sẽ lại là những pha bóng lui về sân nhà để củng cố thế trận với một sự an toàn tuyệt đối về sân nhà trước khi chờ đợi những khoảnh khắc tăng tốc tiếp theo. Tôi nghĩ rằng khoảng phút thứ 75 đến 80 sẽ lại có những đợt sóng mới của đội bóng áo đỏ. Thêm một thẻ vàng vừa được rút ra. Tiến Linh là người đã phải nhận thẻ vàng. Đoàn Văn Hậu rất kỹ thuật. Vẫn là Đoàn Văn Hậu phất bóng ngoài. Hơi sâu. Chúng ta vừa xem lại tình huống dẫn đến thẻ vàng của Tiến Linh. Đoàn Văn Hậu. Tiếp theo sẽ có quả phạt góc.
Cầu thủ đã nỗ lực cản đòn phạt hậu là số 15 Narabadin. Trong ngày hôm qua, Ba Sơ đã quyết định hai cầu thủ sẽ cùng với U22 đến Philippines theo dạng tăng cường quá tuổi là Đỗ Hùng Dũng và Trọng Hoàng. Đó là những quyết định chính xác giúp cho đội Việt Nam dày quân. Vị trí nào cũng có ít nhất hai người trình độ cao. Không có cú dứt điểm thực sự nào của đội chủ nhà áo đỏ. Quang Hải. Lỗi của Terasin Dangda. Pha xử lý hết sức khôn ngoan của Quang Hải. Chúng ta đều đang chờ đợi Quang Hải sẽ có những thăng hoa và phát tiết đúng thời điểm. Trọng Hoàng. Manuel Thompier. Tại Bukizalin ở Kuala Lumpur, và lúc này thì đội tuyển Malaysia đã nhân đôi được cách biệt trong cuộc đối đầu với Indonesia. Bàn thắng tiếp theo của bóng đá Malaysia vẫn thuộc về Safawi. Như vậy là Công Phượng sẽ vào sân. Đá phạt cho đội Việt Nam. Pha va chạm giữa Trọng Hoàng và Phi Tiêu Hắt. Không phải, vừa rồi là Chanathip Songkrasin. Đến lúc này thì những ngòi nổ được chờ đợi của hai đội là Chanathip và Quang Hải đều chưa thật sự tỏa sáng. Và thực ra đây cũng là điều rất dễ hiểu trong một trận đấu chặt chẽ và căng thẳng. Và tạo sức ép của Tiến Linh, nhưng tình huống tranh chấp là một pha bóng có lỗi. Nhiều khả năng Công Phượng sẽ vào thế chỗ của Tiến Linh. Kirathon. Đến lúc này Tiến Linh vẫn chơi nỗ lực trước sự đeo bám của các cầu thủ Thái Lan to cao và chơi rất tập trung. Như vậy là Công Phượng vào sân thay Đỗ Hùng Dũng. Đội Việt Nam tăng cường hàng công, đúng như chúng tôi đã bình luận. Trận đấu thứ hai liên tiếp tại vòng loại World Cup, Hùng Dũng chơi không đủ 90 phút. Trong trận đấu lượt đi trên đất Thái, Công Phượng đã vào sân ở đầu hiệp 2 để thay cho Tiến Linh. Đó là trận đấu mà số 10 của đội tuyển Việt Nam đã chơi xông xáo nhưng không có được đầy đủ cảm giác. Chúng ta cần phải rất cảnh giác với những tình huống như thế này.
Thái Lan tìm cách kéo giãn hàng phòng ngự đội Việt Nam và thường xuyên những pha đổi hướng để chúng ta lơi lỏng. Tuy nhiên vừa rồi thì toàn đội đã rất tập trung. Đây là một kiểu đá của Thái Lan mà trước đây Việt Nam rất hay bị thua. Họ kéo giãn về hai phía và nhả ngược lại để trung lộ dứt điểm. Có thể nói một trong điều nổi bật của ông Park Seo đó là khi dẫn dắt Việt Nam, ông luôn khiến cho đối phương rất khó chơi bóng. Nhiều đội bóng không là chính mình mà không hiểu vì sao. Và sau đó huấn luyện viên bực dọc, có người còn bỏ cả họp báo. Chanathip, pha chuyền bóng khôn ngoan của Chanathip. Đó là pha cắt bóng của Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải cho rằng bóng đã chạm chân đội bàn trước khi ra ngoài sân. Cũng có thể là đúng như Quế Ngọc Hải phân trần, bởi vì vị trí tiếp bóng cuối cùng nằm ở điểm khuất. Thiraton. Quả chạm bóng của Thiraton có thể nói là rất lợi hại. Tiếp tục là Thiraton. Tuấn Anh đã bọc lót. Quang Hải. Narabadin. Cầu thủ không có nhiều cơ hội đá chính ở vị trí bên phải nhưng ngày hôm nay đã chơi tốt. Trọng Hoàng. Đường chuyền của Trọng Hoàng dành cho Nguyễn Phong Hồng Duy là hơi khó. Hồng Duy lúc này đang được bố trí đá lệch bên phải, chơi nghịch chân. Quang Hải được kéo lùi xuống đá giữa với Tuấn Anh. Trọng Hoàng đã ngoài 30 tuổi nhưng tinh thần chiến đấu cũng như sức khỏe vẫn cực tốt. Nếu sau lượt trận này kết quả các trận đấu ở bảng G sẽ được giữ nguyên với phần thắng thuộc về Malaysia trước Indonesia, còn đội tuyển Việt Nam chia điểm trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ là đội đầu bảng. Malaysia sẽ cải thiện đáng kể được vị trí của mình, họ vươn lên vị trí thứ hai. Trọng Hoàng không được. Một tình huống mà Bùi Tiến Dũng bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm của đội bạn. Rất tiếc là Bùi Tiến Dũng đã bị vấp bóng trong một tình huống mà anh cố gắng vừa di chuyển vừa nhìn đồng đội để không việt vị. Hôm nay là một ngày mà sân quốc gia Mỹ Đình đã bị quá tải. Rất nhiều người đứng ở các cửa ra vào và thật sự là một điều rất dễ hiểu thôi. Bởi vì đá với Thái Lan bao giờ cũng là một trận đấu vô cùng đặc biệt. Nhìn rộng ra thì sự ganh đua giữa Việt Nam và Thái Lan cũng là một điều tốt, thúc đẩy sự phát triển của hai nền bóng đá trong bối cảnh mà cả hai đất nước đều đang muốn vươn mình về nhiều mặt. Hồng Duy
Hồng Duy đá bên cánh phải là điều mà ít ai ngờ. Nhưng Van Sar đang sử dụng anh như vậy. Huấn luyện Van Sar luôn có những cách xử lý và dùng quân ban đầu là không tưởng, nhưng cuối cùng ông vẫn thành công. Không ai có thể tưởng tượng ông lại sử dụng một người như Tuấn Anh làm vai trò đánh chặn, một người mà chúng ta ngỡ rằng chỉ thiên về kỹ thuật nhưng vẫn đánh chặn thành công. Pha hỗ trợ kịp thời của Hồng Duy. Sút từ chỗ này. Quả bóng khá lợi hại. Lần đầu tiên trong trận đấu Thái Lan có cơ hội để tung ra một cú đá. Miếng đánh rất quen thuộc của Thái Lan. Đây là tình huống mà vị trí tiền vệ phòng ngự đã có khoảng cách xa với đội bạn. Thiraton. Cú phá bóng của Bùi Tiến Dũng. Thiraton. Pha thoát đi không thành công của Chanathip. Trong đội hình của Thái Lan có những cầu thủ còn trẻ. Ekanit Pania 20 tuổi bằng tuổi đoàn văn hậu. Tuy nhiên về cơ bản có thể nói đây là trận đấu giữa sức trẻ của Việt Nam và kinh nghiệm của Thái Lan. Các cầu thủ Thái Lan đến lúc này đã phát huy được sự già dơ. Đội Việt Nam cũng đã thành công với đối pháp của ông Van Sar. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận khách quan là rất nhiều vị trí sẽ còn có thời gian trưởng thành hơn và sẽ còn chơi tốt hơn thời gian tới. Nỗ lực cứu bóng vừa rồi là của Subachok. Tuấn Anh đã rất kiên định với hướng phòng ngự của mình. Ở những phút vừa qua thì đội tuyển Thái Lan đã cố gắng tạo ra được những pha bóng kiểm soát và cố gắng đưa trái bóng đến gần hơn với khu 16-50 của Đặng Văn Lâm. Nhưng tình huống dứt điểm gần nhất cũng phải là một tình huống sút bóng từ xa. Trước đây thì những pha sút xa của các tuyển thủ Thái Lan luôn khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn. Và thời điểm này không còn quá mới lạ, không còn quá bất ngờ với cách chơi của đội quân được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Thiraton. Pha bóng an toàn của Duy Mạnh. Những gì đang diễn ra thực sự là cuộc đối đầu của hai đội bóng mà cầu thủ đã rất hiểu nhau. Thiraton. Manuel Thombia. Thanabun. Chúng ta đã rất nỗ lực, cầu thủ đã lăn xả để cứu thua. Pha bóng cứu thua cuối cùng là của Đoàn Văn Hậu. Bằng sự lạnh lùng của mình, cầu thủ Thái Lan đã đưa trái bóng đến rất gần với khung thành của Đặng Văn Lâm. Đầu tiên là pha cản phá của Đặng Văn Lâm. Cú đá trượt tiếp theo. Và ở tình huống cuối cùng thì Narubadin đã không thể thắng được pha chơi bóng có thể nói là cực kỳ bản lĩnh của Đoàn Văn Hậu. Lại là Thiraton. Văn Lâm đã kịp phản xạ nhưng giây phút sóng gió liên tục trước cầu môn của đội Việt Nam. Đây là lúc rất cần hàng thủ của đội tuyển Việt Nam cần phải chơi tỉnh táo. Đối phương đang cố gắng phát huy những gì được gọi là lọc lõi nhất của họ. Hoan hô Đặng Văn Lâm thêm một lần nữa.
Kiraton thực sự là rất già sơ. Quả đá phạt góc trước hướng ngay vào cột gần, bóng quặp vào trong. Nếu Đặng Văn Lâm không cảnh giác có thể sẽ có nguy hiểm. Và ở tình huống tiếp theo thì là trái bóng hướng về phía góc xa. Cả hai pha bóng thì Văn Lâm đều làm chủ được tình hình. Chân đạp tiếp. Xuất sắc. Thêm một lần chúng ta hoan hô Đặng Văn Lâm. Một tình huống không hề đơn giản, nếu để bóng nảy lên thì thực sự đã là một pha bóng ngoài sự kiểm soát. Nhưng Đặng Văn Lâm bắt đúng thời điểm trái bóng đập đất nảy lên. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Park Hang-seo đang ra dấu cho các học trò của mình chơi chậm lại. Thời gian đá ở nửa cuối của hiệp 2. Kết quả hòa trước Thái Lan sẽ giúp chúng ta tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng. Cú nhả bóng vào ngực của Tiến Linh, Công Phượng. Anh Đức sẽ vào sân. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của anh Đức trong bóng đá đội tuyển. Anh đã viết như vậy trên trang cá nhân vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin chào và cảm ơn vì tất cả. Chúng ta cùng hy vọng anh Đức khi vào sân thay cho đàn em của Bình Dương là Tiến Linh sẽ làm được cái gì đó ở những phút còn lại trong trận đấu cuối cùng sự nghiệp quốc tế của anh. Anh Đức là người đã ghi bàn thắng vào lưới Thái Lan ở bán kết King's Cup. Tình huống ở những giây cuối cùng. Tôi nghĩ rằng vào lúc này thì Cao Win vẫn đang còn bị ám ảnh bởi tình huống để thua đó. Đến lúc này ông Nishino vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát. Pha tranh chấp của Quang Hải. Kiraton. Rất hay. Trọng Hoàng. Thái Lan thay cầu thủ đầu tiên. Vào sân là số 21 Sivakorn. Sự thay đổi hàng tiền vệ, Sivakorn vào sân thay cho Ekanit Pania. Ở lượt đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, với những trận đấu tại bảng G, đội tuyển Việt Nam sẽ không chơi ở trận đấu vào những ngày đầu tiên của những lượt đấu đầu tiên ở trong tháng 3. Ở lượt đấu đó thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ gặp Malaysia, trong đó Thái Lan gặp Indonesia. Không được. Cú đá của Tuấn Anh. Chúng ta xem lại phát dứt điểm của Tuấn Anh. Đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam nếu thắng hoặc là hòa thì tập đoàn Ecobank sẽ thưởng cho ông Park Hang-seo 400 triệu đồng. Thủ môn Văn Lâm nếu giữ sạch lưới sẽ được thưởng 100 triệu đồng. Nguyễn Phong Hồng Duy. Phút thứ 87 và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu hôm nay sẽ được nhận 200 triệu đồng tiền thưởng của nhãn hàng bình nước nóng Rossi thuộc tập đoàn Tân Á Đại Thành.
Cầu thủ Việt Nam đang nỗ lực đẩy cao đội hình. Tirasin đang đà chơi quá kinh nghiệm. Bóng đá nằm ngon trong tay của Đặng Văn Lâm. Chúng ta cùng hướng đến một chiến thắng của đội tuyển và mong chờ Lão Tuấn Anh Đức sẽ làm được một điều gì đó đi phút còn lại. Nếu Việt Nam thắng thì tập đoàn CD Group sẽ trao thưởng cho đội tuyển 1 tỷ đồng. Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng DIC sẽ trao thưởng 500 triệu đồng và tập đoàn TTC tặng thưởng 400 triệu đồng. Trong trường hợp mà trận đấu khép lại với tỷ số hòa thì đây cũng là một tỷ số không tệ với cầu thủ Việt Nam. Thay vàng vừa rồi là của anh Đức. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì khoảng cách giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan sau lượt trận này vẫn là 3 điểm. Ở lượt trận tiếp theo, khi mà đội tuyển Việt Nam không thi đấu trong khi Thái Lan được tiếp đội yếu nhất bảng Indonesia, khoảng cách đó hoàn toàn có thể sẽ bị san bằng. Với tình hình tại bảng G thì cho dù người ta chú ý nhiều đến Việt Nam và Thái Lan, Malaysia vẫn là một đối thủ tiềm tàng và hoàn toàn có thể vươn lên. Đây là trận đấu cuối cùng của Việt Nam trong năm 2019 và tháng 3 năm sau Việt Nam mới đá trở lại thi đấu với Malaysia tại Kuala Lumpur. Đài truyền hình cửa số VC sẽ tiếp tục gửi đến khán giả trận đấu này, trận đấu khó khăn nhưng cũng đầy thú vị lượt về giữa Việt Nam và Malaysia. Công Phượng, Trọng Hoàng, Thái Lan thay cầu thủ thứ hai. Trọng Hoàng đã phạm lỗi đúng thời điểm với Chanathip Songkrasin để cắt đứt một pha phản công. Sẽ có 2 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Cầu thủ Thái Lan dưới sân là Subhachok, vào sân là số 11 Bokdin Phala. Sẽ là quả đá phạt góc bên phía cánh phải của Sivakorn. Những giây cuối cùng, Anh Đức, Công Phượng, người đang di chuyển là Nguyễn Phạm Hồng Duy, Công Phượng đang di chuyển bên trong, qua người, rất đẹp, Trọng Hoàng, không kịp. Có lẽ là không còn đủ thời gian để một trong hai đội có thể tạo ra được sự khác biệt. Và như vậy là ông trọng tài người Oman Ahmed Ankap đã nổi tiếng gọi mãn cuộc.